À, chào tất cả các em học sinh. Thì ở tiết học trước các em đã tìm hiểu về hôn nhân và chế độ hôn nhân ở nước ta hiện nay, và chúng ta cũng biết rằng là từ hôn nhân sẽ hình thành nên đời sống gia đình. Vậy gia đình là gì? Chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp chủ đề của bài học ngày hôm nay, tình yêu, hôn nhân, gia đình. Chúng ta đi vào nội dung thứ ba của chủ đề bài học ngày hôm nay, đó là gia đình, chức năng của gia đình, các mối quan hệ gia đình và trách nhiệm của các thành viên. Thì ở bài này có ba nội dung. Thứ nhất đó là chúng ta tìm hiểu gia đình là gì. Thứ hai, chúng ta tìm hiểu chức năng của gia đình. Và cái thứ ba, chúng ta tìm hiểu mối quan hệ gia đình và trách nhiệm của các thành viên. Thì ở trong phạm vi phần này thì chúng ta chỉ học ở hai cái khái niệm gia đình và chức năng của gia đình, còn nội dung thứ ba này thì nằm trong chương trình giảm tải, cho nên chúng ta đọc thêm. Thì với nội dung như vậy thì các em phải đạt được một số yêu cầu sau đây. Thứ nhất là về kiến thức, các em nêu được các chức năng cơ bản của gia đình, và qua đó chúng ta biết nhận xét đánh giá một số quan niệm sai lầm về gia đình, và từ đó hình thành một thái độ đồng tình ủng hộ các quan niệm đúng đắn về gia đình. Trước khi đi vào tìm hiểu khái niệm gia đình thì các em cùng nghe một bài thơ sau. Khi rời xa mới biết ý nghĩa của gia đình, mới biết niềm vui trong từng cử chỉ, mới biết hạnh phúc đâu nào xa nhỉ, vì chỉ một nụ cười cũng đủ ấm con tim. Giữ mãi gia đình trong một góc riêng, để nhớ, để mong, để âm thầm cầu nguyện. Xin nỗi buồn đừng hằng trên mặt mẹ, và nụ cười đừng chia cách môi cha. Gia đình thân thương trong hình bóng quê nhà, nơi có mẹ cha, có ông bà, anh chị, có cả xóm giềng và những người tri kỷ luôn cạnh bên, chia sẻ nỗi vui buồn. Vâng, gia đình là nơi như thế đó, luôn cạnh bên và chia sẻ những vui buồn. Vậy gia đình là gì? Chúng ta sẽ đi tiếp tìm hiểu khái niệm gia đình của bài học ngày hôm nay. Khái niệm gia đình. Gia đình là một cộng đồng người chung sống và gắn bó với nhau bởi hai mối quan hệ cơ bản dựa trên quan hệ hôn nhân và quan hệ huyết thống. Vậy quan hệ hôn nhân là gì? Quan hệ hôn nhân, đây, đó là mối quan hệ thể hiện trong quan hệ giữa vợ với chồng. Còn quan hệ huyết thống được thể hiện trong quan hệ giữa cha mẹ với con cái, giữa ông bà với các cháu, giữa anh chị em ruột với nhau. Đây là khái niệm dựa trên cái kiểu gia đình theo kiểu truyền thống, dựa trên hai mối quan hệ cơ bản, đó là quan hệ hôn nhân và quan hệ huyết thống. Nhưng gia đình thành gia đình người độc thân có nuôi con nuôi, thì ở trong luật hôn nhân gia đình có một cái khái niệm rộng hơn so với khái niệm trong sách giáo khoa. Luật hôn nhân gia đình năm 2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2015. Tại điều 3 giải thích từ ngữ, tại khoản 2, gia đình là tập hợp những người gắn bó với nhau do hôn nhân, quan hệ huyết thống hoặc quan hệ nuôi dưỡng, làm phát sinh các quyền và nghĩa vụ giữa họ với nhau theo quy định của luật này. Như vậy thì chúng ta thấy là khái niệm trong cái luật hôn nhân gia đình nó có rộng hơn so với khái niệm mà chúng ta đã nêu trong sách giáo khoa các em. Nhưng mà do ở trình độ của các em thì chúng ta chỉ tiếp cận đến khái niệm này thôi. Thì đây, khái niệm là gia đình là một cộng đồng người chung sống với và gắn bó với nhau bởi hai mối quan hệ cơ bản, đó là quan hệ hôn nhân và quan hệ huyết thống. Thì đây cũng là nội dung chính của bài. Các em ghi nội dung này vào tập bài học của mình. Nói về gia đình, nói đến gia đình và vai trò của gia đình trong đời sống xã hội thì lúc sinh thời Bác Hồ cũng rất quan tâm. Vì vậy, cách đây 59 năm, trong buổi hội thảo hôn nhân gia đình, ngày 10 tháng 10 năm 1959, Bác Hồ đã từng dạy, quan tâm đến gia đình là đúng và nhiều gia đình cộng lại mới thành xã hội. Xã hội tốt thì gia đình càng tốt, gia đình tốt thì xã hội mới tốt. Hạt nhân của xã hội là gia đình, chính vì muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội mà phải chú ý hạt nhân cho tốt, tức là gia đình. Vâng, và chính Bác đã nêu một tấm gương mẫu mực cho các bậc cha mẹ và người lớn về sự quan tâm chăm sóc trẻ thơ, mang lại cho trẻ em hạnh phúc được sống cùng cha mẹ, được hưởng quyền dân chủ, được vui chơi và học hành tiến bộ. Thấm nhuần những lời dạy của Bác Hồ về tầm quan trọng của gia đình và giáo dục gia đình, ngày 28 tháng 6 năm 2000, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành chỉ thị số 55
về tăng cường lãnh đạo của các cấp ủy đảng của cơ sở đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 77, chọn ngày 28 tháng 6 hàng năm là Ngày Gia đình Việt Nam nhằm đề cao trách nhiệm lãnh đạo các ngành, các cấp, các đoàn thể và tổ chức xã hội cùng toàn thể gia đình thường xuyên quan tâm xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc. Quay ngược thời gian, chúng ta nhớ về gia đình của Bác Hồ kính yêu. Cả gia đình Bác đã hy sinh cho nhân dân, cho đất nước. Gia đình Bác đã hòa vào mỗi gia đình người Việt Nam hôm nay và mai sau. Mặc dù Bác không lập gia đình, không có vợ, con, nhưng mỗi gia đình Việt Nam như có Bác ở bên, đi theo con đường người chọn, học tập và làm theo lời người dạy, gia đình của người sống, sống mãi cùng gia đình Việt Nam, trường tồn cùng sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam. Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu khái niệm của gia đình dựa trên hai mối quan hệ cơ bản, đó là quan hệ hôn nhân và quan hệ huyết thống. Chúng ta sẽ đi tiếp bài học ngày hôm nay, đó là phần chức năng của gia đình. Chức năng của gia đình thì ở đây có rất nhiều chức năng, nhưng ở phạm vi ở kiến thức lớp 10 này thì chúng ta chỉ tìm hiểu có 4 chức năng cơ bản. Chức năng thứ nhất đó là chức năng duy trì nòi giống. Đây là chức năng rất là quan trọng trong gia đình. Chúng ta biết rằng gia đình là nơi con người sinh ra và lớn lên để thế hệ này nói tiếp thế hệ khác, duy trì sự tồn tại và phát triển của xã hội. Và để hiểu rõ hơn chức năng duy trì nòi giống có vai trò quan trọng như thế nào, chúng ta sẽ xem một cái clip sau. Là một trong những thiết chế cơ bản của xã hội, gia đình đảm nhận chức năng tái sản xuất ra con người, tái tạo, bảo dưỡng sức lao động cho xã hội. Trong sự phát triển của lịch sử, các chức năng của gia đình đã có nhiều biến động. Một số chức năng của gia đình truyền thống đã bị mai một hay bị thay thế bằng các chức năng khác phù hợp hơn khi xã hội chuyển từ xã hội nông nghiệp chuyển sang xã hội công nghiệp. Nhưng chức năng tái sản xuất ra con người vẫn luôn luôn và bao giờ vẫn là chức năng quan trọng nhất của gia đình, bởi nó là chức năng cố hữu đặc thù không một thiết chế xã hội nào có thể thay thế được. Nó thực hiện việc duy trì giống nòi, chuyển giao văn hóa từ thế hệ này sang thế hệ khác, và do đó nó là một trong hai nhân tố quyết định sự tồn tại và phát triển của lịch sử nhân loại. Ngày nay, trước sự tác động của khoa học công nghệ hiện đại, con người không những làm chủ được quá trình sinh đẻ mà con người đẻ theo ý muốn. Vì vậy mà chức năng sinh đẻ tái sản xuất ra con người của gia đình ngày nay đã được xã hội hóa và kế hoạch hóa. Như vậy mới đảm bảo tái sản xuất ra con người hợp lý, đã vừa đảm bảo chất lượng chăm sóc, vừa đảm bảo hạnh phúc cho cha mẹ. Việc kế hoạch hóa trong sinh đẻ vừa có lợi cho gia đình, cá nhân và xã hội. Trong thực tế xã hội hiện nay, một số gia đình vẫn tồn tại tư tưởng bảo thủ, lạc hậu, đẻ nhiều để có con đàn tráo đống, đẻ nhiều để có con trông cậy khi tuổi già, đẻ con trai để nối dõi tông đường, đẻ con gái để có nếp, có tẻ, vân vân. Những tư tưởng lạc hậu này cần phải đấu tranh để loại trừ khỏi đời sống xã hội, để góp phần làm cho xã hội phát triển hợp lý giữa sự phát triển kinh tế, văn hóa và sự gia tăng dân số. Những năm trước đây, nghị quyết về dân số khuyến khích người dân chỉ dừng lại ở 1-2 con nuôi dạy cho tốt. Thì với tình hình hiện nay, nghị quyết dân số vừa ban hành khuyến khích các gia đình nên dừng lại ở 2 con để nuôi dạy cho tốt. Theo một số nghiên cứu, khi chúng ta chỉ có một người con, chúng ta có thể cung cấp cho chúng những điều tốt đẹp nhất như chế độ về dinh dưỡng đầy đủ, đi học ở một ngôi trường khang trang với đầy đủ các thiết bị hiện đại, tương lai được hoạch định rõ ràng. Nếu chúng ta đông con, những điều trên sẽ bị san sẻ cho tất cả các thành viên trong gia đình và từ đó sẽ gây nên một số vấn đề mâu thuẫn phức tạp. Thậm chí, nếu gia đình chúng ta đủ điều kiện để nuôi nấng 10 đứa trẻ nhưng chúng ta vẫn không có đủ khả năng về thời gian để mà chúng ta đem đến sự chăm sóc tương tác cho những đứa trẻ đó. Trong thực tế, đây cũng là lý do vì sao hầu hết các chương trình kế hoạch hóa gia đình đều khuyến khích mọi cặp vợ chồng chỉ nên có từ 1-2 con, bởi vì quản lý số lượng nhỏ sẽ luôn luôn và dễ dàng hơn so với việc quản lý số lượng lớn. Vì vậy, các em
đang ngồi trên ghế nhà trường. Sau này khi chúng ta trưởng thành, đi đến hôn nhân và hình thành đời sống gia đình, nếu chúng ta có kế hoạch có con, chúng ta hãy xác định tiềm lực kinh tế, thời gian, sức lực của mình và cuộc sống tương lai của chúng sau này để quyết định nên sinh con như thế nào cho hợp lý và nuôi con một cách tốt nhất. Chúng ta sẽ đi tìm hiểu chức năng tiếp theo, đó là chức năng kinh tế. Đây là một chức năng cũng có vai trò rất là quan trọng của gia đình. Thì chúng ta biết rằng là các gia đình phải biết làm kinh tế với những cái hình thức sản xuất kinh doanh phù hợp với khả năng và điều kiện thực tế của mình, tạo ra nguồn thu nhập chính đáng để đáp ứng cái nhu cầu ngày càng tốt hơn cho những cái nhu cầu của gia đình của mình. Thì ở đây là một số cái hình ảnh minh họa về gia đình chúng ta tổ chức làm kinh tế cho gia đình tùy theo điều kiện và khả năng của mình. Và để hiểu rõ hơn thì chúng ta vai trò của chức năng kinh tế như thế nào thì chúng ta sẽ xem một cái clip sau. Chúng ta biết rằng gia đình là một đơn vị sản xuất ra của cải vật chất cho xã hội. Hơn thế nữa, gia đình cũng là đơn vị tiêu dùng chủ yếu các sản phẩm do nền kinh tế sản xuất ra. Do vậy, gia đình là tác nhân quan trọng thúc đẩy sự phát triển của kinh tế. Trong những năm qua, việc thực hiện chính sách đa dạng hóa thành phần kinh tế của Đảng và nhà nước ta đã khuyến khích các thành phần kinh tế phát triển trên các lĩnh vực. Gia đình vừa là đơn vị sản xuất, vừa là nơi cung cấp nguồn nhân lực cho xã hội, cung cấp lao động và vốn đầu tư, đồng thời góp phần thực hiện nhiệm vụ phân phối lưu thông tiêu dùng, làm cho đời sống gia đình phát triển rất đáng kể. Chức năng này thực hiện được tốt phụ thuộc vào điều kiện phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của gia đình, ngày càng đáp ứng thỏa mãn nhiều hơn về nhu cầu vui chơi, giải trí, lành mạnh của từng cá nhân trong môi trường sống của xã hội, và xã hội sẽ ươm mầm cho những tài năng phát triển đúng hướng tốt đẹp. Vì vậy, bản thân các em đang là học sinh trung học phổ thông ở một tuổi rất là trẻ và năng lượng lao động rất là dồi dào, chúng ta nên hăng say lao động. Ngoài giờ học, trong thời gian rảnh, chúng ta có thể làm tiếp phụ tiếp ba mẹ để nâng cao thu nhập cho gia đình, đáp ứng ngày càng tốt hơn những nhu cầu của gia đình mình. Chúng ta đi sang chức năng kế tiếp của gia đình, đó là chức năng tổ chức đời sống gia đình. Thì chúng ta biết rằng là gia đình phải tạo ra cho mỗi thành viên một môi trường sống an toàn và lành mạnh, dễ chịu. Gia đình là nơi con cái được yêu thương. Và để hiểu rõ hơn, chúng ta sẽ xem một cái clip sau. Anh nhìn mà không biết tôi đi cấy à? Cấy xong mới về được chứ. Tôi cũng đói rẹo cả người rồi đây này. Anh ở nhà chơi, sao không tự vào bếp nấu cơm đi? Tôi có ngồi chơi không đâu. Sáng giờ cũng bổ cả đống củi to thù lù kia kìa. Mệt bở hơi tai mà không được miếng cơm tử tế. Mau vào nấu cơm đi. Ui cha. Trời ơi là trời, anh làm ăn thế này à? Sao không cất rìu đi mà bày bừa ra, làm tôi té trầy cả đầu gối rồi. Tại cô đi đứng không nhìn còn trách ai. Không hiểu sao tôi lại lấy một người hậu đậu như cô. À, giờ anh lại chê tôi đấy phỏng. Đã thế anh đi mà nấu cơm, tôi không hầu anh nữa đâu. Đã vậy, tôi đi ra ngoài tôi ăn, càng ngon. Hôm nào cũng có chuyện, nhà cửa cứ ổn tỏi cả lên. Mà có phải lỗi tại mình đâu. Lạ thật, nhà thì đông người, cơm canh thì đạm bạc. Họ có gì mà ngày nào cũng vui vẻ vậy? Chưa nghe họ to tiếng bao giờ, chẳng bù cho nhà mình. Hai, có hai vợ chồng trẻ mà ra đụng vào chạm, mặt nặng mày nhẹ, mà cũng chẳng có chuyện gì to tát. Hay họ có bí quyết gì? Ôi, xin lỗi cả nhà, con hậu đậu quá. Thôi, mình để đấy, lát tôi dọn dẹp cho. Tại tôi đóng cái tủ bếp hơi cao, làm mình vất vả rồi. Mai tôi sẽ hạ bớt nó xuống. Các con vào ăn cơm đi. Lỗi tại mẹ, sáng nay mẹ đặt cái chén ấy lên tủ bếp, chắc không đặt sâu vào bên trong, nên đụng tay vào là rơi xuống. Cháu thấy không ai có lỗi, chỉ là bể cái chén, lát cháu quét hết đi là xong ấy mà. Cô Tích nói đúng quá. Một việc sai nhỏ nhặt như thế, mà ai cũng nhận lỗi về mình. Như vậy thì sao cãi nhau cho được? Anh Quang, anh đi đâu?
mời anh vào ăn cơm với nhà tôi. Vâng, cảm ơn anh, tôi ra ngoài ăn trưa anh ạ. Thế thì anh vào ăn với gia đình tôi luôn thể, hàng xóm có gì phải khách sáo. Đúng đấy, thêm bát thêm đũa thôi mà, đói mềm cả người rồi, giờ này ra chắc cũng chẳng còn gì mà ăn. Thôi thì vào, nhân tiện xem họ có bí quyết gì không. Vâng, vậy cháu không khách sáo nữa. Anh Quang cứ tự nhiên nhé. Cảm ơn anh. Ôi, món cá này ai làm ngon quá. Cá vừa thơm vừa béo. Cháu chưa bao giờ ăn món cá kho ngon như vậy. Là con dâu tôi kho đấy cậu ạ. Con tôi làm gì cũng khéo léo, đảm đang lắm. Là con học cách kho của mẹ, nên mới ngon được thế chứ. Với lại, con cá hôm nay nhà con mua vừa tươi vừa béo. Công đầu phải dành cho nhà con. Không không, tôi nào biết gì chuyện bếp núc mà tranh công. Thôi, cả nhà ăn cơm, chả mấy khi nhà có khách, cứ khen qua khen lại, cậu ấy lại cười chê. Ấy chết, sao lại cười chê được ạ? Thực ra chính cháu mới cảm thấy hổ thẹn lắm. Nhà cháu có mỗi hai vợ chồng, nhưng chẳng mấy khi có được bữa cơm đầm ấm, ngon lành. Trong khi nhà bác đây, chung sống cả ba thế hệ, nhưng luôn chan hòa hạnh phúc. Hôm nay, cháu đã hiểu được bí quyết rất đơn giản của sự bình yên, hạnh phúc ấy. Toàn chuyện nhỏ nhặt trong nhà, sao gọi là bí quyết gì được? Những chuyện nhỏ nhặt ấy mà ít người làm được bác ạ. Để phân biệt người nọ với người kia, mỗi chúng ta đều có hai cái túi. Một cái đựng khuyết điểm của người khác, một cái đựng khuyết điểm của mình. Ai cũng đặt cái túi khuyết điểm của người khác ra đằng trước, còn để cái túi khuyết điểm của mình sau lưng. Nên ai cũng chỉ thấy lỗi lầm của người khác. Nhưng ở nhà bác lại không thế. Mỗi khi có sai sót gì, dù là việc nhỏ, mọi người cũng tranh nhau nhận lỗi về mình. Khi có việc tốt đẹp, lại nhường công lao cho người khác. Nếu con người, ai cũng đối đãi với nhau được như vậy, thì ai cũng an vui, hạnh phúc. Vợ chồng cháu sẽ phải bảo nhau mà học cách cư xử của nhà bác. Cậu Quang nói phải, cậu thật tinh ý. Ai ai cũng coi đó là chuyện nhỏ, nhưng thực tế, nó giải quyết được rất nhiều chuyện lớn đó. Qua đoạn clip, chúng ta thấy có một nơi để về đó là nhà, có những người để yêu thương đó là gia đình, có được cả hai, đó chính là hạnh phúc. Bình yên đôi khi chỉ là cảm giác thoải mái, tự do được là chính mình khi ở bên gia đình, về với gia đình ta được là chính ta. Tránh xa mọi thị phi, tránh xa những ánh đèn sân khấu với những vai diễn xuất sắc mà ta chỉ đóng vai phụ. Gia đình chính là nơi cuộc sống bắt đầu và tình yêu không bao giờ kết thúc. Vì vậy, để góp phần xây dựng gia đình hạnh phúc, chúng ta hãy yêu thương lẫn nhau, đặt mình vào vị trí của nhau, yêu của nhau, thông cảm nhau, gắn kết nhau để xây dựng mái ấm gia đình. Và bản thân các em là học sinh, các em cũng có vai trò rất to lớn để góp phần xây dựng hạnh phúc gia đình. Nếu chúng ta cố gắng học tập, đạt thành tích cao, là con ngoan, biết vâng lời cha mẹ, thì nó sẽ là một cái nguồn động viên, một nguồn hạnh phúc cho gia đình và ngược lại. Nổi bật nhất vẫn là chức năng giáo dục trong gia đình. Vì mỗi con người khi sinh ra và trưởng thành cho đến cuối đời, đó là quá trình được giáo dục liên tục và tự giác. Người xưa có câu, nhân bất học, bất tri lý, tức là người mà không được giáo dục thì không có sự hiểu biết. Vai trò của những người thân trong gia đình có ảnh hưởng sâu sắc đến mọi cá nhân, về lối sống đạo đức, về nhân cách. Vì vậy, không thể xem nhẹ vai trò chức năng giáo dục trong gia đình, vì chức năng giáo dục gia đình có tầm quan trọng đặc biệt. Nếu môi trường gia đình là điểm xuất phát, thì môi trường giáo dục ở trường học là phương tiện định hướng, môi trường xã hội là điểm đến của sự nghiệp và tương lai theo dòng đời của mỗi con người. Nay không ít một số quan niệm cho rằng việc giáo dục trẻ em, việc giáo dục học sinh là việc của nhà trường, và gia đình dường như giao phó chuyện này cho nhà trường. Đó là một quan điểm sai lầm, bởi vì để hình thành một nhân cách, một đứa trẻ có nhân cách tốt, nó cần phải có sự kết hợp giữa ba yếu tố: nhà trường, gia đình và xã hội. Trong đó, gia đình
là nền tảng để giáo dục. Ta thấy vai trò của gia đình rất là quan trọng trong việc giáo dục con cái. Chúng ta sẽ đi sang cái nội dung kế tiếp là mối quan hệ gia đình và trách nhiệm của các thành viên. Thì ở phần này đó là chúng ta nằm trong chương trình giảm tải, cho nên là có thời gian thì ở nhà các em nghiên cứu thêm sách giáo khoa. Như vậy thì qua cái nội dung gia đình thì chúng ta đã tìm hiểu được khái niệm về gia đình và các chức năng của gia đình. Thì nó cũng là kết thúc cái phần chủ đề tình yêu hôn nhân gia đình. Qua cái chủ đề này thì chúng ta cần nắm ba nội dung chính. Thứ nhất đó là tình yêu. Chúng ta tìm hiểu được tình yêu là gì và thế nào là tình yêu chân chính và một số điều nên tránh trong tình yêu. Thứ hai là hôn nhân. Chúng ta tìm hiểu khái niệm về hôn nhân và các chế độ hôn nhân ở nước ta hiện nay. Thì chế độ hôn nhân ở nước ta hiện nay có hai nội dung cơ bản, đó là hôn nhân tự nguyện tiến bộ và hôn nhân một vợ một chồng, vợ chồng bình đẳng. Về phần gia đình thì chúng ta biết gia đình dựa trên là cộng đồng người chung sống và gắn bó với nhau bởi hai mối quan hệ cơ bản, đó là quan hệ hôn nhân và quan hệ huyết thống. Và phần chức năng của gia đình thì chúng ta đã tìm hiểu có 4 chức năng như đã nói ở phần trên. Và kết thúc bài học chủ đề, kết thúc cái chủ đề ngày hôm nay, thầy có một số 1 của chủ đề này thì thầy đã giao bài tập cho các em. Bài số 1 ở sách giáo khoa trang 86 là hiện nay trong một số học sinh có những bạn nam và nữ chơi thân với nhau, giúp đỡ nhau trong học tập cũng như trong hoạt động hàng ngày, chúng ta có nên gắn ghép hai bạn đó là yêu nhau hay không? Theo em, ở lứa tuổi này đã nên yêu hay chưa? Vì sao? Thì ở câu hỏi này thì hôm nay thầy kết thúc bài học và chủ đề hôm nay thì thầy sẽ định hướng giải quyết như sau. Thứ nhất là chúng ta không nên gắn ghép rằng hai bạn đó yêu nhau, vì như vậy là nhầm lẫn giữa tình yêu và tình bạn và dễ khiến hai bạn này nảy sinh những hiểu lầm và xấu hổ, dẫn đến bất hòa và tan vỡ tình bạn. Thứ hai, ở lứa tuổi này chưa nên yêu, vì việc chính của học sinh là học tập và rèn luyện tri thức để hoàn thiện bản thân. Những tình cảm ở lứa tuổi này nên giữ ở tình bạn trong sáng, hồn nhiên để tình bạn luôn được bền vững. Ta sẽ đi tiếp giải bài số 2 trong sách giáo khoa trang 86. Thì bài này thầy cũng đã yêu cầu các em ở nhà làm trong tiết 1 của cái bài học này. Thì cụ thể như sau. Trong bài học nêu lên một số điều nên tránh trong tình yêu, em có đồng ý với những điều đó hay không? Nếu có ý kiến gì khác, em hãy cho biết ý kiến của mình. Thì ở đây thầy định hướng giải bài này như sau. Thứ nhất là đồng ý với những điều nên tránh trong tình yêu, đó là không nên yêu đương quá sớm, yêu một lúc nhiều người hoặc vụ lợi tình yêu, hoặc là tránh quan hệ tình dục trước hôn nhân. Thứ hai là vì nếu yêu đương quá sớm, yêu một lúc nhiều người, yêu để chứng tỏ khả năng chinh phục bạn khác giới, hoặc là yêu đương vì mục đích vụ lợi quan hệ tình dục trước hôn nhân, có thể dẫn đến những cái hậu quả xấu, ảnh hưởng đến cuộc sống tương lai của chúng ta. Vì vậy, trước tình yêu cần suy nghĩ chín chắn, biết tự chịu trách nhiệm trước bản thân với những hành động của mình.